Liverpool vẫn sẽ còn một hành trình khó khăn của họ cho tới khi mà mùa giải kết thúc, và nếu như họ muốn cạnh tranh chức vô địch thì họ cần phải chờ đối thủ của họ đó là Man City sẩy chân nữa. Và buổi truyền hình trực tiếp trận đấu giữa Fulham và Liverpool của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Và quý vị đừng quên rằng giữa tuần này thì trận đấu đá bù vòng 29 sẽ diễn ra, trong đó có tâm điểm đó là cuộc đọ sức giữa Arsenal và Chelsea. Và ngoài ra thì những diễn biến tiếp theo của vòng chung kết U23 châu Á 2024 và giải Futsal châu Á 2024, giải đấu mà những đội tuyển của chúng ta đều vào tới vòng tứ kết, sẽ được tiếp tục diễn ra ở trong tuần tới. Tới đây thì xin được gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Homer!